Mới đầu chương trình mời Diệu Nhi làm trợ lý, tôi rất là thắc mắc. Nhưng đến bây giờ khi làm cùng nhau một thời gian, tôi hiểu rằng là chương trình phải nói là những người rất sâu sắc. Bởi vì nếu như mời tới đây một trợ lý mà cố tình nói điều sai, đánh lạc hướng người chơi ấy, thì người ta sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng mời tới đây một người mà sai một cách rất tự nhiên, rất cố muốn đúng nhưng mà nó vẫn sai, thì nó toát lên một cái sự chân thực. Và chính cái sự chân thực này làm cho người chơi không thể lường trước được. Bây giờ anh đã nhận ra được giá trị của em trong chương trình này. Đúng là vũ công khi họ chào sân là có khác. Trợ lý, dạ vâng, em có thể học được gì qua cái bước nhảy của chị Huỳnh Mến không? 3-4 năm về trước em cũng tham gia một chương trình về khiêu vũ và nhảy. Dạ. Được rồi, anh sẽ thử tài em ngay sau đây. Trước hết thì mời hai bạn giới thiệu về mình cho các quý vị khán giả được biết kỹ hơn nào. Em xin gửi lời chào vui vẻ nhất của mình đến với lại quý vị khán giả của chương trình Giác Quan Thứ 6 ngày hôm nay. Minh Thiện. Xin chào tất cả các bạn đang xem chương trình Giác Quan Thứ 6. Mình là Minh Thiện, còn đây là Huỳnh Mến. Hai tụi mình là vũ công và cũng là biên đạo nữa. Hiện tại chúng mình cũng đang đào tạo các bạn nhỏ để cho một cái thế hệ tương lai sẽ có những cái vũ công mới. Thế còn số 5 mặt trông hơi vênh vênh kia đi kia thì làm nghề gì? Em cũng đang suy nghĩ lắm nè. Mặt thái độ chắc là vũ công. À, mặt vênh vênh như kia là dancer lắm. À, dạ. Nghĩa là dancer đều mặt thái độ như thế à? Dạ, hay vậy lắm. À, ở sao mới gặp các em anh đã thấy có cái gì nó khác khác rồi.